Bộ phim Tìm Hành Giả, tập 11. Tô Nhã Lộ thương lượng với tôi, sau này mỗi cuối tuần phải dành nửa ngày cho cô ta. Tô Nhã Lộ thích anh, anh không thể chịu cô ta được. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, tôi không ăn nói được với bên trên. Yên tâm đi, con ngủ rồi, không gì kêu dậy được đâu. Tôi và Tô Nhã Lộ là bạn học, lại có tình đồng chí kháng giận. Tôi đã nói rõ chuyện này với cô ấy rồi, cô ấy cũng chấp nhận rồi. Chỉ là chúng tôi phải yểm hộ nhau. Và trước đó, chúng tôi vẫn luôn giả làm người yêu để thương lượng công việc của nhóm ngân hồn. Chuyện này phải xử lý từ từ, không thể xong ngay được. Thật sự chỉ có yểm hộ thôi à? Tô Nhã Lộ xinh đẹp như vậy, bao nhiêu năm nay mà anh không động lòng à? Năm 1938, quân thống tiến hành nhiệm vụ ám sát ở câu lạc bộ sĩ quan quân Nhật Bắc Bình. Vì tình báo sai, dẫn đến cả nhóm bị bao vây tấn công. Lúc đó, mọi người, bao gồm cả tôi, đều gặp nguy hiểm. Tô Nhã Lộ phụ trách tiếp ứng bên ngoài, cô ấy có thể tự rút. Nhưng cô ấy chọn lái xe tấn công vào bên trong, giữ người Nhật chỉ với một khẩu súng tiểu liên, cứu sống mọi người, bao gồm cả tôi. Lên xe, lên xe, mau lên xe. Không ngờ người phụ nữ này lại giỏi như vậy. Trong việc kháng giận, Tô Nhã Lộ vừa kiên định vừa dũng cảm. Anh và Tô Nhã Lộ là công việc, nhưng cũng không thể ảnh hưởng công việc của chúng ta được. Đúng vậy, ngân hồ đã hạ lệnh rồi. Chuyện cài điện thoại bom đã hoàn thành trong 48 tiếng. Anh có kế hoạch gì? Ngày mai lúc cô đưa cơm cho Nhiếp Quý Khanh, có lẽ phải làm gì đó rồi. Làm gì? Có lẽ phải mang đồ vào giúp tôi. Tôi không thành vấn đề. Nhưng anh nói sao với cô tôi? Tôi là một người ở dưới quê. Chẳng lẽ anh khuyên tôi gia nhập vào tổ chức quân thống nhanh vậy à? Ai mà tin chứ. Tôi sẽ chọn một lý do đủ sức thuyết phục. Anh Triệu nói rồi mà, đây cũng là một chuyện rất quan trọng mà chúng ta cần làm. Tuy đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng dù gì cũng sống với nhau từ nhỏ, cũng xem như là người nhà rồi. Hôm đó tôi nhìn thấy Tô Nhã Lộ đẹp như vậy, tôi vẫn thấy khó chịu. Đây là cần thiết cho công việc mà. Lúc nãy anh nói cô ấy giỏi như vậy, trong lòng tôi càng khó chịu hơn. Cô đang lo lắng thay mẹ tôi thôi. Tôi thay tổ chức giám sát anh. Được, tôi chấp nhận sự giám sát của tổ chức. Lúc nãy chỉ nói một nửa. Tô Nhã Lộ bảo tôi dành nửa ngày cho cô ấy vào cuối tuần, cũng là cần thiết cho công việc. Mong cô phê chuẩn. Đứa nhỏ này ngủ không bao giờ nằm yên cả, giống hệt Lục Tử lúc nhỏ. Ngủ thôi.
Đây là báo cáo hàng tuần cục điện lực nộp cho cục tình báo. Anh phải ký tên. Điện thoại này giống hệt với mẫu điện thoại của Lý Lực Hành. Sau khi kết nối thì có thể nói chuyện như thường. Bên trong cài bơm tiên tiến nhất bây giờ. Chỉ cần thông qua điện thoại trong tay chúng ta thì có thể điều khiển kích nổ. Không thể nào hoàn thành thao tác này. Lúc nào Trịnh Phi Hùng cũng để ý đến. Ngân Hồ nói rồi, anh ấy chỉ cần kết quả. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, mau nghĩ cách chuẩn bị đi. Tôi ủng hộ việc giết Lý Lực Hành, nhưng tôi có một câu hỏi. Chúng ta làm chuyện này thật sự là vì cứu tù binh sao? Nếu thật sự là như vậy, tại sao chúng ta không nghĩ cách nghe ngóng xe lửa đưa những tù binh này rồi cứu họ về, mà phải thực hiện hành động nguy hiểm cài điện thoại bom nổ chết Lý Lực Hành, chấp hành nhiệm vụ? Mà sao anh hỏi nhiều vậy? Chưa tốt nghiệp huấn luyện đặc biệt quân thống à? Chuyện gì cũng phải có logic. Nhã Lộ, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc thu thập tình báo. Hơn 500 tù binh không phải con số nhỏ. Người Nhật chắc chắn sẽ không yên tâm giao cho quân Hòa Bình trông chừng. Chỉ cần chúng ta tìm người nghe ngóng điều động gần đây của quân Nhật, xem chúng ta có hành động gì không. Hành động của quân Nhật dễ nghe ngóng vậy à? Nếu tôi có thể mua thuốc nhuộm tóc, son, kem dưỡng da nhập khẩu từ người Nhật với giá cao, và có thể phân tích hành tung của tàu JS Izumo từ chỗ Shibuya, tình báo quan trọng như vậy tôi còn có thể nghe ngóng được, huống chi là chuyện của tù binh. Chỉ cần người Nhật điều động, chắc chắn là trong chừng tù binh, và chúng ta có thể thuận theo đó tìm ra được vị trí của tù binh để cứu họ ra. Không đúng. Đưa tù binh đến Thượng Hải, đi đường sắt Hồ Ninh, rồi đến Hạ Quan, ngồi xe lửa đến Phổ Khẩu, rồi từ Phổ Khẩu đi tuyến Tân Phổ đến Thiên Tân, rồi đi tuyến Kinh Tân đến Bắc Kinh, dọc theo tuyến Kinh Hà đến Cáp Dĩ Tân, và đưa làm vật thí nghiệm. Nếu tôi là người Nhật thì không tốn công vậy đâu. Bắt cửa Đông Bắc là được rồi mà. Tôi hiểu thắc mắc của anh, nhưng mệnh lệnh của cấp trên là phải chấp hành. Điều quan trọng bây giờ là phải cài điện thoại bom. Chuyện này rất gấp. Anh cả, nói với anh chuyện này, cô Tô lại tìm Phương gia thủ rồi. Nói chuyện cả buổi rồi. Bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Không, anh nói xem cô Tô và Phương gia thủ vẫn còn. Cô Tô là người như vậy à? Không phải, chắc chắn không phải. Địch thân cô Tô nói với tôi là tên Phương gia thủ đó không nỡ chia tay. Cũng phải, ai mà nỡ chia tay cô Tô chứ? Nếu tôi cũng không nỡ chia tay. Liên quan gì đến cậu? Anh cả, cậu, anh, em sai rồi. Anh, em sai rồi. Anh, em sai thật rồi. Trịnh Phi Hùng là một người cứng nhắc, lại trung thành với Lý Lực Hành. Chúng ta không vào được đâu. Chúng ta không thể bỏ lơ hắn được. Giết hắn cũng không được. Nếu vậy Lý Lực Hành sẽ cử nhiều bảo vệ hơn, lúc đó càng không thể làm được. Vậy thì tấn công Trịnh Phi Hùng. Là con người sẽ có nhược điểm, hắn cũng vậy. Suy nghĩ của cô là đúng, nhưng không thể hành động mạo hiểm. Tôi bảo anh nghĩ cách, anh không nghĩ ra. Anh cũng không nỡ lợi dụng Đào Ngọc Linh. Tôi sẽ lợi dụng. Tôi sẽ bảo cô ấy không biết gì cả mà đưa đồ vào. Được, anh bảo cô ta mang đồ vào. Chuyện còn lại để tôi nghĩ cách. Không còn nhiều thời gian nữa. Đúng ra thì bây giờ anh đã nên hành động rồi. Cô không được hành động mạo hiểm, nguy hiểm quá, quy tắc nghiêm ngặt. Không hoàn thành nhiệm vụ thì sao mà an toàn?
Để tôi suy nghĩ đã. Cho tôi thêm thời gian đi. Bây giờ là 9 giờ 11 giờ anh phải cho tôi phương án. Nếu không tôi tự làm. 12 giờ gọi đăng ngoại giúp tôi. Tiêu đầu gì? Đâu? Em mở quán à? Lát nữa anh qua đó ăn cơm. Chuẩn bị vài món giúp anh nha. Đúng vậy, món rau. Đường Hà Phi. Không còn thời gian nữa. Hành động theo kế hoạch của chúng ta. Vâng. Mỗi buổi trưa vợ của Trịnh Phi Hùng đều dắt con đến Tiêu Đào Viện ăn. Cậu có thể lợi dụng cơ hội này. Được. Lấy ống nghe ra. Bên trong có bom. Không kết nối thì không nổ đâu. Buổi trưa lúc cô đưa cơm cho Nhất Quý Khanh thì giấu cái này vào phòng khách của Lý Lực Hành. Giấu vào ngăn kéo của bàn trà bên tay trái. Giấu ở đó cũng vô ích. Lý Lực Hành cũng đâu thường ở đó. Cô chỉ cần giấu vào là được. Những chuyện khác sẽ có người làm. Cái này thì dễ. Nhiếp Quý Khanh ăn cháo lòng của tôi thì một ngày ba bữa, bữa chiều bữa khuya đều bảo tôi đưa cho cô ta. Cô ta cũng sợ chết, không dám ra ngoài. Đổ đồ ăn thừa. Người của anh Triệu. Bình thường đều là tôi đến. Sao hôm nay đến sớm vậy? Tôi có họ hàng ở quê Đông Bắc lên chơi nên đến sớm. Chị ơi xin lỗi. Hay chị lấy khăn của tôi lau đi. Ai mà thèm dùng cái khăn này của anh. Không sao, cứ lau gì. Xin lỗi nha. Chị dâu, sau này cứ để tôi làm. Được, vậy anh làm nhé. Mau lên, mau lên, mau đi đi. Được. Quả nhiên cái gì? Tình báo anh Triệu đưa đến. Tỉnh ủy các đồng đội bên Đông Bắc không hề thiếu tù binh quân giáp. Nên lý do quân thống muốn có được tình báo liên quan đến tù binh của Lý Lực Hành là giả. Nhưng tỉnh ủy các đồng chỉ thị dạo này có một giáo sư Hán Giang tên Phó Bắc Hồng từ Đông Bắc đi về phía Thượng Hải. Có lẽ quân thống vì vậy đã mới tiến hành giám sát Lý Lực Hành. Gọi đến cục điện lực giúp tôi. Tôi là Phương Gia Thụ. Tôi tìm cô Tô. Được. Chết rồi. Sao vậy? Tôi giả lộ không ở văn phòng. Tôi sợ là cô ta đã ra tay với Trịnh Phi Hùng rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Nếu chúng ta có thể có được tình báo này vậy quân thống chắc cũng có thể có được. Không chừng đã ngừng hành động lại rồi. Cũng có thể là quân thống vẫn luôn giả vờ như không biết. Tôi phải làm rõ chuyện này. Chào mừng quý khách. Thưa anh đi mấy người à? Hai người. Còn một người chưa đến à? Thưa cô, nếu cô nảy mặt thì là hai người.
Anh đừng đùa nữa. Tôi chỉ là người phục vụ, làm gì có phúc như vậy. Bây giờ có hai bàn, anh muốn ngồi bàn nào à? Tân Bảo, chúng ta ngồi kia đi. Bàn này được không ạ? Cũng không còn lựa chọn nào khác rồi. Mời anh ngồi, tôi đi lấy menu. Được. Phục vụ menu, đến ngay, đến ngay. Thưa anh xem anh muốn ăn gì. Mời chị xem. Để mẹ xem có món gì ngon không. Nhã Lộ, tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch rồi. Đào Ngọc Linh sắp đi đưa cơm rồi. Tôi bảo cô ấy đưa đồ vào trước. Bây giờ là 12:15, đã lố giờ rồi. Nào, thưa anh, nước mơ anh gọi, chúc anh ngon miệng. Thưa cô lên nhầm món rồi. Đây là chị kia gọi cho đứa bé. Xin lỗi. Không sao. Xin lỗi anh. Thưa chị, nước mơ chị gọi, chúc chị ngon miệng. Cô đã để lên bàn của cậu kia rồi, sao còn bưng qua cho chúng tôi vậy? Thưa chị, tôi chưa đụng vào. Chưa đụng cũng không được. Cô bưng qua cho cậu kia đi, chúng tôi gọi ly nước mới. Thưa chị, tôi mới đưa qua thôi. Anh ấy chưa đụng vào thật, chỉ có thể yên tâm uống. Nếu bên trong có độc thì sao? Thời giờ, anh em ruột còn không biết ngày mai có lấy dao đâm mình hay không. Chứ đừng nói là người khác. Thưa chị, nếu chị không uống thì đưa tôi. Tôi uống trước, xem có trúng độc không. Thưa anh, xin lỗi. Tôi không có ý đó. Anh hiểu lầm rồi. Đưa cho cậu ta đi. Mang đi đi. Cô làm gì vậy hả? Ướt hết rồi. Xin lỗi. Sao con nghịch ngợm không nghe lời vậy? Thưa chị, là do tôi. Tôi dụng gì? Cô làm kiểu gì thế? Lát nữa tôi còn đi dạo trung tâm thương mại nữa. Chị cởi ra đi. Tôi mang ra sau bếp hong khô được không? Nhiều người như vậy, sao tôi cởi quần cho con được? Không không, phía sau chúng tôi có phòng bao. Chị vào trong cởi. Sau khi cởi xong tôi đi hong khô rồi trả lại cho chị. Chị mặc cho cậu bé. Như vậy được không ạ? Đi. Xin lỗi chị. Dương, mau qua quét dọn ra đây đi. Được. Thưa chị, mời bên này. Cẩn thận nhé. Cô Trừng Trừng, bên này. Thưa chị, mời bên đây. Tân Bảo, vào đi con. Quân thống không phải ban hội, không thể không theo quy tắc được. Anh đang nói gì vậy? Trịnh Phi Hùng và Lý Lực Hành là kẻ thù của chúng ta, nhưng người nhà của Trịnh Phi Hùng thì không. Và đứa trẻ là vô tội, chúng ta không thể làm bị thương người nhà của hắn. Đây là điều tôi và anh có thể quyết định à? Không thể. Vương gia phụ, tôi cảnh cáo anh, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Đây không phải là chuyện nhà anh. Đào Ngọc Linh chuẩn bị để đồ ở đâu? Phòng khách của Lý Lực Hành, trong ngăn kéo dưới bên tay phải của bàn trà bên tay trái. Được. Anh đừng quan tâm chuyện tiếp theo nữa. Chúng cô định làm gì? Nếu không tham dự vào thì đừng hỏi. Như vậy tốt với anh. Cô cũng nghi ngờ mục đích của hành động lần này mà. Tốt nhất cô nên đi xác nhận với ngân hồ. Cô chú, sao vậy? Lúc nãy tôi dùng về, bất cẩn làm đổ nước mơ, làm ướt hết quần và giày của khách. Tôi mượn lửa của anh để hong khô nha. Không sao. Tôi biết cô thích ăn cay, nên giữ cho cô đó. Món sở trường của tôi. Cảm ơn anh Xuân Sinh. Đừng khách sáo. Cô ăn lúc nóng đi. Phục vụ. Phục vụ. Phục vụ.
một chút. Đến đây, sao gọi mà cậu không trả lời vậy? Xin lỗi chị, hôm nay đông khách quá. Chuyển đồ ăn vào trong phòng bao cho tôi. Nhanh lên nhé. Vâng, gọi món xong thì tôi sẽ mang đến ngay. Giờ cậu mang luôn đi, lát nữa thì đồ ăn nguội rồi. Vâng, tôi biết rồi. Nhanh lên nhé. Vâng. Thưa anh còn gọi món nào không ạ? Vợ của Trịnh Phi Hùng sao lại đến rồi? Trịnh Phi Hùng ngày nào cũng đi theo Lý Lực Hành. Cô ta lười nấu, gần như là bữa nào cũng đến đây ăn. Tân Bảo, Tân Bảo, Tân Bảo, Tân Bảo, Tân Bảo, con đi đâu rồi? Tân Bảo, chị Trịnh, sao vậy ạ? Không thấy Tân Bảo đâu nữa. Cô thấy Tân Bảo nhà tôi không? Lúc nãy thằng bé ở chung với chị mà. Đúng vậy, lúc nãy thằng bé ở trong phòng bao với tôi. Sao vừa mới đi cái là không thấy nữa rồi? Chị đừng vội, chị nghĩ thử xem, hay đứa nhỏ nghịch ngợm trốn chị không? Chết rồi. Sao vậy? Chắc chắn Tân Bảo bị người ta bắt rồi. Chắc chắn thằng bé bị người ta bắt rồi. Chị Trịnh, không đâu, không đâu. Lúc nãy có chàng trai ngồi ở đó. Chắc chắn là cậu ta bắt Tân Bảo đi rồi. Phó cục trưởng Phương, sao bây giờ? Có ai thấy đứa bé không? Anh đừng lo, để tôi xử lý. Tân Bảo, xin lỗi. Alo, Tân Bảo. Tân Bảo, chị Trịnh. Điện thoại của chị. Phó cục trưởng Phương, đây là quán ăn của các anh mở. Đúng vậy, tôi nghĩ là an toàn nên tôi mới dắt con đến đây ăn. Bây giờ không thấy đứa bé nữa rồi, anh phải tìm giúp tôi. Chị Trịnh, chị yên tâm. Đây là nơi nào chứ? Cho chúng cái gan cũng không dám bắt cóc trẻ em ở đây. Có lẽ nó chạy ra ngoài chơi rồi. Tôi lập tức gọi điện cho bên cục. Phó cục trưởng Phương, người trong điện thoại bảo thấy đứa nhỏ rồi. Đưa tôi. Alo. Anh thấy Tân Bảo nhà tôi rồi à? Thằng bé ở đâu vậy? Chị Trịnh, đứa nhỏ đang ở trong tay tôi. Nói với người xung quanh, tìm thấy đứa bé rồi, rồi về nhà đợi tôi. Chị Trịnh, trong điện thoại nói gì vậy? Không liên quan đến mọi người. Họ nói Tân Bảo chạy ra ngoài chơi. Đã tìm được rồi. Tìm được rồi. Mọi người nghe thấy rồi đó, tìm thấy đứa nhỏ rồi. Không liên quan đến quán chúng tôi. Ăn đi. Chu Ngọc, cô đi theo tôi. Tôi hỏi cô cái gì thì cô trả lời cái đó. Vâng. Cô phục vụ bàn của chị Trịnh và Tân Bảo đúng không? Vâng. Bạn khác gần họ, cô cũng phục vụ cho chàng trai đó đúng không? À, tôi phục vụ. Tôi thấy những món họ gọi không gọi món giống nhau, nhưng đều gọi một ly nước bơ. Hình như là vậy. Cô miêu tả kỹ lại cho tôi đi. Hai ly nước bơ đó có vấn đề gì? Phó cục trưởng Phương, anh hỏi tôi như vậy, bây giờ trong đầu tôi trống rỗng. Nước mơ đó, nó chỉ là nước mơ của quán chúng ta thôi, không có gì đặc biệt cả. Chu Ngọc, cô nghĩ kỹ lại đi. Chúng tôi hỏi là muốn xem có ai giở trò không. Không, bà chủ Đào, tôi không biết hai người muốn hỏi gì, nhưng nếu tôi biết gì, tôi chắc chắn sẽ nói cho hai người. Thật tốt.
Tôi chỉ cần cô miêu tả khách quan lại tình hình lúc đó. Được, để tôi suy nghĩ. Tôi nhớ lúc đó. Đúng rồi, chàng trai cao ấy, hình như đúng là có gọi một ly nước mơ. Và lúc tôi bưng ra cho anh ấy bảo tôi lên nhầm rồi, bảo tôi mang qua cho bàn chị Trịnh ở bên cạnh. Nên tôi bưng qua. Nhưng lúc tôi bưng qua, tôi bất cẩn bị cậu bé làm ngã, nên đổ nước mơ làm ướt đồ của cậu bé. Sau đó chị Trịnh dắt Tân Bảo vào phòng bao. Rồi không thấy Tân Bảo nữa đúng không? Phó cục trưởng Phương, xin lỗi, do tôi cả. Do tôi dụng về nó mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Xin lỗi. Phó cục trưởng Phương, bà chủ, hai người không thể trách cô Chu chuyện đứa nhỏ được. Tìm thấy đứa nhỏ rồi mà. Không sao đâu mà. Được rồi, cô căng thẳng gì chứ? Chúng tôi đâu có nói là nghi cô đúng không? Tôi có thể đảm bảo cô Chu là người tốt. Anh có thể bảo đảm? Anh lấy gì để bảo đảm? Phó cục trưởng Phương, anh đừng hù tôi. Lúc nãy tôi vào hơi bốc đồng. Làm gì vậy? Đợi cậu nấu ăn đó. Cậu ở đây nói bậy bạ gì vậy? Mau đi đi. Xin lỗi. Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Sau này cẩn thận hơn. Làm chuyện gì cũng phải có một nguyên tắc, là không được để khách xảy ra chuyện ở trong quán. Hiểu không? Hiểu rồi ạ. Còn nữa, chuyện xảy ra hôm nay không được kể với ai nữa. Biết chưa? Tôi biết rồi. Nếu có người hỏi cô về chuyện điện thoại thì cô trả lời thế nào? Tôi nói điện thoại đến tìm chị Trịnh. Chị Trịnh nghe máy thì nói tìm được con rồi. Nói như vậy được không ạ? Được không ạ? Cô ra ngoài trước đi. Cảm ơn bà chủ Đào. Cảm ơn phó cục trưởng Phương. Chú Ngọc, không sao rồi. Sao rồi? Phó cục trưởng Phương và bà chủ không trách tội cô chứ? Tôi không sao. Anh Xuân Sinh, cảm ơn anh nha. Phó cục trưởng Phương cười đáng sợ như vậy, anh còn vào nói đỡ cho tôi. Anh đúng là người tốt. Cô đừng khóc. Không, vì cô, tôi không sợ gì cả. Chúng muốn lấy đứa nhỏ uy hiếp Trịnh Phi Hùng, bảo anh ta cài điện thoại bom. Tuy cho cùng vẫn xảy ra chuyện, nhưng không thể để lộ chuyện này ra bên ngoài. Nếu số 76 biết Trịnh Phi Hùng xảy ra chuyện, vậy thì cài điện thoại bom càng khó hơn. Đứng yên, để tôi nghe máy. Alo, ra cảng phía sau Tiêu Đào Viên đi. Được. Tôi ra ngoài một lát, về ngay. Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu ta sẽ đến mà. Chỉ cần đến thì tôi sẽ dám đến. Đám nhóc này dám chọc vào tôi, mắt chó của nó bị mù rồi à. Phi Hùng, Phi Hùng, hay anh đi xin chủ nhiệm Lý, bảo ông ấy giúp chúng ta đi. Không được, đám đã nói rồi mà. Nếu chủ nhiệm Lý biết chuyện này thì hắn sẽ giết con chúng ta. Huống hồ chúng là người của quân thống. Nếu chủ nhiệm Lý biết chuyện này, tôi còn mặt mũi gì ở số 76 chứ?
Phi Hùng, Phi Hùng, Phi Hùng, Phi Hùng, Phi Hùng, để tôi mở, để tôi mở. Cậu lại, người gọi điện cũng là người dắt con trai cô đi. Mau đưa tên bảo vệ cho tôi. Nếu không ông đây bắn chết cậu. Bắn tôi thì con trai anh chết chắc đó. Con trai tôi ở đâu? Cậu giấu nó ở đâu? Bây giờ thằng bé sao rồi? Rốt cuộc thì tôi có thù hằn gì với cậu? Nói đi. Không mời ngồi xuống uống trà. Cô vẫn ra tay à? Ra tay với đứa nhỏ. Thật sự phải vậy sao? Anh nói đúng. Cáp Nhĩ Tân không hề thiếu vật thí nghiệm. Quả thật tù binh không bị đưa đến Cáp Nhĩ Tân. Đây là những tin giả. Cô vẫn luôn nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, nên đã bảo cô đi xác nhận lại với ngân hồn. Bây giờ nói những thứ này có ích gì? Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Bây giờ đứa nhỏ trong tay chúng ta, chỉ cần Trịnh Phi Hùng nghe lời thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nếu đã hủy kế hoạch, vậy mau trả con cho người ta đi. Không có hủy kế hoạch, vẫn cài điện thoại bom. Mục đích là gì? Nếu chỉ vì xử lý lực hành, tại sao phải dùng cách này? Hợp lý không? Anh tưởng tôi muốn à? Đây là mệnh lệnh cấp trên đưa xuống. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nhóm ngân hồ sẽ bị giải tán. Mọi người sẽ bị đưa đến tổng bộ Thượng Hải để điều tra, xử theo gia pháp. Tôi đến để nói với anh, anh đừng xen vào chuyện này. Có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta là một nhóm, tôi không thể không lo. Bây giờ anh có vợ con thì đừng xen vào. Trịnh Phi Hùng là một người đơn giản, thẳng thắn. Tôi sợ cuối cùng sẽ cá chết lưới rách. Đến lúc đó, chẳng lẽ cô định ra tay với đứa nhỏ sao? Anh muốn lo thì bảo Đào Ngọc Linh và con trai con gái nhà anh đến sống Hoàng Phổ Trồng Hoa Sen, đứng trước mặt anh, trùm bao hai người họ và ném xuống sông. Anh có còn lo không? Chúng tôi muốn nhờ anh Trịnh giúp một việc. Chỉ cần anh chịu giúp thì vấn đề đứa nhỏ sẽ được giải quyết ngay. Giúp cái gì? Chúng tôi muốn anh sửa điện thoại trong phòng của Lý Lực Hành. Sửa thế nào? Chúng tôi sẽ chuẩn bị một ống nghe cho anh. Anh chỉ cần thay với cái ban đầu là được. Đơn giản lắm. Đơn giản? Các cậu để đồ vào văn phòng của chủ nhiệm đơn giản sao? Thuốc độc, bom hay mấy ngày lén, dù là gì thì cũng chết. Đối với anh Trịnh thì đấy chỉ là chuyện nhỏ. Đây là một câu lựa chọn. Nếu tôi không cài, con tôi sẽ chết. Nếu tôi cài, cả nhà tôi đều phải chết. Đúng là có khả năng này. Nhưng đây không phải câu lựa chọn, mà là câu thời gian. Cài thì con trai anh có thể được thả ra, còn cả nhà anh có bị nguy hiểm hay không thì là câu chuyện rất lâu về sau. Vậy nên anh chọn bây giờ nguy hiểm hay là sau này nguy hiểm? Đây là câu thời gian. Phi Hùng,
Được. Để tôi suy nghĩ đã. Được. Nhanh nhanh lên nha. Phi Hùng. Cậu thả nãy ra. Cậu thả nãy ra. Bắn chết tôi thì con trai anh sẽ chết chắc. Nếu con trai tôi chết, bà đấy liều mạng với cậu. Cậu thả nãy ra. Thả nãy ra. Alo, là tôi. Phi Hùng, tôi muốn hỏi về chuyện của đứa nhỏ. Không sao rồi, không sao rồi. Còn nữa, tôi có một việc muốn nói với anh. Anh đang ở đâu vậy? Anh có tiện không? Tiện. Dạ đến Tiêu đạo diễn đi. Tôi đang ở đây. Lát nữa gặp. Anh gọi Trịnh Phi Hùng đến làm gì? Tôi muốn cứu con của anh ta. Anh định cứu thế nào? Bảo Quân Thống thả người à? Cho dù thả, vậy anh giải thích thân phận của anh thế nào? Lục Tử, anh không được làm bậy đâu đó. Tôi không muốn trơ mắt nhìn chúng hành hạ tính mạng của một đứa nhỏ. Trịnh Phi Hùng không phải là một người có chủ kiến. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ cá chết lưới rách. Vậy thì cũng phải có cách nữa. Tôi cũng hận việc chúng bắt đứa nhỏ, nhưng giờ đứa nhỏ trong tay Quân Thống và phải cài điện thoại bom. Anh không thay đổi được gì cả. Anh gọi Trịnh Phi Hùng đến là anh có cách rồi à? Lục Tử, anh có cách à? Tôi muốn thử. Phó cục trưởng Phương, vào đi. Phó cục trưởng Phương. Phi Hùng, ngồi đi. Tân Bảo sao rồi? Nếu không nghĩ ra cách thì Tân Bảo có lẽ sẽ mất mạng thật. Ai làm gì? Quân Thống. Mục đích của chúng là gì? Chúng muốn ra tay với chủ nhiệm. Chúng bảo tôi. Đừng đừng đừng. Anh đừng nói với tôi mấy thứ này. Nếu tôi biết chuyện này, tôi sẽ bị liên lụy vào. Anh Phương à, anh nhìn tôi bình thường cũng không biết làm gì, cũng không qua lại với anh. Bình thường chủ nhiệm bảo gì thì tôi làm đấy. Hôm nay nhờ có anh gọi điện thoại, nếu không tôi thật sự không biết xin ai giúp đỡ chuyện này. Trong cả số 76, tôi không dám nói với người khác chuyện này. Chỉ có anh. Bình thường đồng nghiệp có việc gì cũng nhờ anh giúp đỡ. Lần này tôi xin anh giúp tôi. Đừng đừng đừng. Không được đâu, không được đâu. Anh mau đứng dậy đi. Ngồi ngồi ngồi. Chúng ta đều là người nhà cả. Anh xem trọng tôi như vậy, có gì thì anh cứ nói thẳng đi. Tôi muốn xin anh xem có thể liên lạc với bên Quân Thống. Xin họ tha cho Tân Bảo nhà chúng tôi con đường sống không?
Quân thống là người thế nào? Các anh rất rõ. Nếu chúng đã muốn, anh mà không thỏa mãn chúng, không ai có thể bàn với chúng cả. Với lại, tuy tôi quen rất nhiều người, nếu bảo tôi nói chuyện với quân thống, lỡ để chủ nhiệm Lý biết, rồi bảo tôi là đổ quyên chim sẻ gì đó, tôi cũng khó mà bảo vệ được tính mạng người nhà tôi. Nếu không được thì tôi sẽ đâm thằng đó. Sao vậy? Người đó bị anh khống chế rồi à? Thằng đó đi đến nhà tôi. Tôi trói tay chân hắn lại. Ngọc Vân chĩa súng vào đầu hắn. Bây giờ đang ở nhà tôi, anh đừng có bốc đồng. Lỡ mà hắn điên lên thì cá chết lưới rách đó. Mạng của đứa bé cũng mất luôn. Tôi phải nghĩ cách an toàn giữ mạng của Tân Bảo mới được. Xem ra tôi tìm anh là đúng người rồi. Vậy anh nói xem, chúng ta làm thế nào? Anh chuẩn bị trả giá thế nào về chuyện này? Chỉ cần có thể giữ được mạng con, bảo tôi chết cũng được. Đúng vậy, đúng là bảo anh chết.